Chào mọi người, hôm nay Trinh sẽ giới thiệu cho các anh em một số thông tin chi tiết cực kỳ thú vị về mẫu xe Husqvarna Svartpilen 401 2021. Trong tiếng Thụy Điển, từ Svart có nghĩa là màu đen và Svartpilen hay còn gọi là mũi tên đen là một mẫu xe Street Scrambler của nhà Husqvarna, được pha trộn dưới nét hiện đại, những công nghệ cao cấp nhất và những nét cổ điển đặc trưng như phần đầu đèn tròn, được thiết kế với những đường nét hết sức tinh tế, mang lại một vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng và bắt mắt. Điều đầu tiên để nói đến khi ngồi lên chiếc Svartpilen 401 này đó chính là trọng lượng chỉ với 150 kg thì nó khá là nhẹ nhàng. Thậm chí một người nữ nhỏ nhắn vẫn có thể dựng lên và điều khiển xe một cách dễ dàng. Để đạt được điều này, nhà Husqvarna đã tạo ra một thân xe nhỏ gọn và liên kết chặt chẽ cùng với khung sườn mắc cáo, để làm cho trọng lượng của Svartpilen 401 giảm đi một cách đáng kể. Phần bình xăng với dung tích 9,5 lít của Svartpilen 401 được thiết kế vuông vức với nhiều đường thẳng và dọc. Đặc biệt là logo 401 được đưa ra hai bên của bình xăng, làm cho xe mang đậm chất tương lai hơn. Sự pha trộn giữa đầu đèn tròn nhưng bình xăng lại vuông vức góc cạnh, làm cho chiếc xe có một cái nhìn thật sự ấn tượng và những đường nét đó được vuốt cho đến tận đuôi xe. Bên dưới phần bình xăng chính là phần động cơ của chúng ta. Động cơ 1 xilanh 373,2 cc nhưng cho ra công suất đến 44 mã lực và lực kéo lên đến 37 Nm. Kết hợp với trọng lượng khô của xe chỉ ở mức 150 kg thì đây là một mẫu xe khá bốc và nhẹ. Ngoài ra, động cơ này còn được trang bị hộp số chống trượt BASC, giúp các bạn có thể dồn số gấp mà không sợ bị khóa bánh sau, an toàn hơn rất nhiều. Nhưng có một điểm đặc biệt khác ở Svartpilen 401, đó chính là được trang bị bộ xăng số nhanh EasyShift. Thật là bất ngờ vì một chiếc xe trôn phân khúc dưới 500 cc mà lại được trang bị bộ xăng số nhanh có sẵn. Đây là một option cực kỳ đáng tiền, giúp anh em lên xuống số mượt mà không cần phải xài côn, tăng thêm cảm giác phấn khích cho anh em trên những cung đường. Tiếp theo đến phần ghi đông, chúng ta thấy được rằng Svartpilen 401 được trang bị cùng ga điện tử Ride by Wire cho độ phản hồi ga nhanh nhẹn hơn, tay ga cũng nhẹ hơn, và đây là mẫu xe Modern Classic duy nhất trong phân khúc được trang bị bướm ga điện tử. Đặc điểm tiếp theo đó là màu đồng hồ tròn LCD khá ấn tượng, hiển thị các thông tin đầy đủ và chi tiết. Và phần ghi đông của Svartpilen cũng rất là thoải mái, có thể sử dụng trong phố hay đi tour xa cũng sẽ không khiến các bạn mệt mỏi. Đầu đèn tròn full LED với giải đèn định vị ban ngày DAL cực sáng, gia tăng tầm nhìn và giúp người lái di chuyển an toàn hơn khi chạy trên đường. Và điều tiếp theo lọt vào mắt chúng ta đó chính là dàn phụ WP Apex 43 mm cực kỳ cao cấp to bản, giúp cho xe càng cứng cấp thêm và cực kỳ êm ái dù cho có đi bất cứ lệ đường nào. Sau đó nhìn xuống phần bánh xe sẽ thấy được ngay bộ phanh Brembo cao cấp. Brembo là một hãng con của Brembo, thương hiệu phanh nổi tiếng toàn cầu nên mọi người có thể an tâm về độ an toàn. Phanh trước 4 piston cho hiệu năng phanh tốt. Ngoài ra, Svartpilen còn được trang bị hệ thống ABS 2 kênh trước sau, và đặc biệt là còn có một mode để các tay lái có thể tận hưởng sự phá phách của Svartpilen 401, đó là Super Moto Mode. Hệ thống sẽ tắt đi ABS bánh sau để có thể làm những cú phanh trượt bánh ở tốc độ cao, giúp ông cua một cách nhanh nhẹn và linh hoạt hơn rất nhiều. Và giờ chúng ta đến phần đuôi xe được vuốt nhỏ gọn cực kỳ đẹp mắt, kèm theo đó đèn hậu và xi nhan full LED khiến xe trở nên cực kỳ hiện đại. Phụ sau cùng sử dụng phụ WP Apex cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ êm ái. Phần bô xe được vuốt cao tạo với đẹp thể thao và cũng có thể giúp được anh em đi được những cung đường ngậm nước hay bô lầy một cách an tâm hơn, vì nước sẽ khó có thể vào bô được. Ngoài ra, phần yên xe được làm bằng chất liệu mút cao cấp và bọc da, mang lại cảm giác êm ái cho người ngồi. Với chiều cao yên 835 mm thì mẫu xe này rất phù hợp với thể trạng của người châu Á. Và đó là tất cả những điều cần biết về Svartpilen 401, mẫu xe classic với một vẻ đẹp riêng biệt, đáp ứng được mọi nhu cầu của các tay lái từ việc di chuyển hàng ngày trên phố cho đến những chuyến tour xa. Nếu mọi người có thêm câu hỏi gì, hãy để lại comment dưới đi và đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video khác nhé.